Hai chào người. Thì sẵn tiện có khách hỏi cái dòng Aviator giọt nước người, dòng Pilot đó, nên là mình sẽ làm một clip tầm này được có 4 cây người, 4 cây cho mọi người tham khảo nha, cho ai yêu thích cái dòng Aviator nha. Thì những cái cây này đợt trước mình chưa có đăng đâu người, hàng cũng mới về lẻ tẻ gần đây nên là mình làm luôn, tính là để dồn lại làm chung với một cái clip luôn với lại hàng sắp về, nhưng mà thôi sẵn có khách hỏi thì mình lên luôn người. Toàn bộ là dòng Aviator hai cầu người. Thì con đầu tiên là một con Aviator 6214 này, 6214 và giá là 2 triệu 3 nha người. Con này thì chỉ có hộp và kính thôi nha mọi người, kính thôi. Thì mọi người xem thì theo mình đánh giá thì cái này nó với cái mức giá 2 triệu 3 thì đây là một cái con có chất lượng cũng khá là tốt đó mọi người, khá là tốt để mọi người có thể mua dùng. Trồng thì còn tương đối đẹp, còn tương đối đẹp, có những cái vết hằn nhẹ nhẹ thôi, không có cái vết trầy lớn nào cả. Thấy không? Và mọi người thấy nó rộng thì cũng cái càng cũng còn tương đối đẹp mọi người, có một vài vết chấm chấm nhẹ, rất là nhẹ thôi à. Nhìn chung con này tổng quan rất là ok, có thể mua dùng. Với cái mức giá mà 2 triệu 3 thì con này thì mình đánh giá là một cái mức giá tốt mọi người. Không phải là một con để mọi người sưu tầm đâu, nhưng mà một con để mọi người dùng khá là ok, khá là tốt luôn. Đẹp, tình trạng đẹp mọi người. Bây giờ chứ. Thì ở cái phần trên này nó hơi bị lăm nhăm, nó bị cứng một chút xíu mọi người, mọi người thấy không? Đây nè. Nhẹ thôi, nhỏ thôi, có vài chấm thôi, còn lại thì mình thấy là trên khung thì không có một cái vết hoen gỉ nào đâu. Và cái kính này thì ốc còn rất mới người, ốc này. Ốc đẹp. Sạch sẽ người, sạch sẽ và tổng quan rất ok nha. Mọi người có thể là đang nếu mà đang có nhu cầu mua một con Aviator số 2 thì có thể chốt con này mà thấy chất lượng là tốt so với cái giá thành mọi người. Thì cái dòng này mọi người, cái dòng này thì trên cái phần nhựa đệm tay sẽ không có dập nha mọi người, nhưng mà cái này là chính hãng người, hàng xịn 100%. Có cái nó sẽ dập, có cái sẽ không mọi người. Hai con ve thì là hai con ve zin nha. Bên trong thì chắc chắn là không có cái chảy xước gì rồi, bên trong mặt trong kính này, nên là mọi người nhìn rất là tốt. Con này ok. Size 14 nha người, size 14. Dòng Aviator 62 này size 14. Rồi, cái vết lăm nhăm của nó cũng tương đối nhẹ và cái này thì cũng sẽ không gây gỉ đâu, mình thấy nó cũng bầm nhỏ tí xíu. Thì đối với những cái con mà nó có những cái khuyết điểm nhẹ nhẹ vậy người, cái khuyết điểm nhẹ nhẹ vậy thì mình phải mang ra ngoài sáng để mình quay thì mọi người mới thấy rõ được, nhiều khi chụp hình cũng không có rõ ràng được người. Những cái vết này mà thấy nhỏ xíu rồi, nên là nó rất là khó để chụp, mình mang mình quay cho người xem để mọi người có thể dễ dàng quyết định chốt hay không nha, tại vì dựa theo tình trạng thật của nó người. Ok, theo mình thì con này đẹp đúng người, con này đẹp, mức giá 2 triệu 3 là quá tốt rồi. Đây là trồng zin mọi người, đây phun cát BL này. Đây phun cát BL. Thì con này nó sản xuất thập niên 90 nha mọi người, thập niên 90 á, nhìn cái vẻ bề ngoài với lại cái dấu dập này thì nó là thập niên 90. Ở dưới đây thì nó sẽ có là dập là BL Ray-Ban, vậy là 6214. Zoom như thế. Đó người, BL Ray-Ban 6214 đó người. Còn trên đây thì là đương nhiên là BL Ray-Ban USA rồi. 6214
sáng đẹp nha, quay cận cảnh cái vết cho người xem đánh giá đó. Chấm nhìn chung thì mình không không ảnh hưởng đâu, không ảnh hưởng nhiều đâu, tròng kính soi vậy rất rõ luôn. Con này trồng đẹp, người trồng đẹp sạch sẽ và láng mịn, rất là sáng. Ở trên đây nó có một cái vết chày nhẹ ở đây nè, nhưng mà sẽ không ảnh hưởng tới việc nhìn ngắm đâu, nó không trong cái tầm nhìn, trong trong cái size nhìn của mình. Nằm nhẹ nhẹ đây nè, nó nhìn kỹ thấy nè, thấy không? Đây nè, đó. Tương đối nhẹ, nhìn khó thấy, người nhìn khó thấy. Rồi, con này 2 triệu 3 nha người. Mã số 1. Hôm nay là 30 tháng 6 rồi, ngày cuối cùng của tháng rồi. Mã số 2 người, mã số 2 là một cái con size 18, 58 14 chứ mình nhầm, cũng Aviator luôn. Size này thì kích thước khung là 13.5 nha mọi người. Rồi để mình soi con này nó có cái khuyết điểm gì không nha mọi người. Trồng kính rất là đẹp mọi người, trồng kính gần như là không có có một cái vết xước hay là vết gì cả. Đẹp hơn cái vừa rồi, đẹp hơn nhiều. Gần như trồng hoàn hảo. Trồng zin nha, đây là phun cát BL nè mọi người, BL nè. Đây cũng BL nè. Thấy rõ không? Hai con ve thì cũng còn zin mọi người, con ve có dập BL bên trong. Hơi ngã vàng rồi nhưng mà không sao. Ở trên đây thì mọi người thấy là từ ốc tới khung đều còn đẹp cả. Cái lau sơ lại thì nó rất là sáng bóng, nó bóng mà mịn, không có cái vết sử dụng nhiều người. Đây thì sẽ có dập là BL Ray-Ban USA nha người. Đây, cái dấu dập này là đời 90 nè, nhìn rất đẹp người, nhìn nó rõ ràng lắm. À, bên trong thì cũng đẹp luôn, bên trong đẹp luôn. Để mình coi coi cái này lý do gì mà giá nó tốt. Gọng khung thì cũng không có có vết gỉ sét nào mọi người, có cái hai cái càng thì nó hơi lăm nhăm chút xíu người, hai cái càng thì hơi hơi có những cái vết nhẹ nhẹ đây nè. Ở ngoài nhìn sẽ kỹ rõ hơn rồi, còn bên trong hình này thì hơi khó nhìn. Nói chung là cái càng con này sẽ không được hoàn hảo cho lắm nha người, cái càng có những cái dấu vết này. Vết nhăm nhăm nhỏ nhỏ nhưng mà sẽ không bị rỉ sét đâu, mình đảm bảo này cũng lắm chấm rồi, vẫn sẽ dùng ok trong thời gian dài rồi. Còn lại thì đẹp, còn lại thì đẹp hết. Con này chỉ có một cái nhược điểm nhẹ là trên hai cái càng này, hai cái càng thì có vẻ không được ken cho lắm, còn lại thì từ trồng tới khung thì rất ok, ốc cũng đẹp người, ốc sáng, ốc còn sáng cực kỳ luôn đó, thấy không? Rồi ok, mã số 2 con này mình bán là 2,5 triệu mọi người, 2,5 triệu. Rồi tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một cái dòng Outdoorman. Để mình gọi đây chút xíu. Outdoorman 5814 người. Con này thì giá là 3 triệu. Cái hộp kính còn cực kỳ mới người. Rất là mới. Bên trong cũng mới rồi, thấy không? Rồi. Con này thì thập niên 90 nè, 90 mọi người. Một con Outdoorman gọng chun nha, gọng chun.
Con này mình nghĩ chắc cũng phải đời 80 mà cái này nó ngã màu quá trời rồi. Nó vàng luôn rồi, nhưng mà vẫn còn zin mọi người. Bên trong vẫn có cái dập BL này, thấy không? Đây cũng vậy, zin hết. Và tình trạng con này cũng còn được rất là tốt mọi người. Ở đây là những vết mà lên màu thôi, nhưng mà lên màu đổi màu của phần nhựa thôi chứ không phải là bị gỉ sét đâu người. Hai cái càng còn rất là đẹp, hai càng còn đẹp. BL Ray-Ban 5814. Thì 5814 thì cũng size 13.5 nha người, 13.5. Và gọng chun con này mang rất là chắc chắn thoải mái luôn người, mang chắc chắn thoải mái lắm. Gọng chun còn rất là dẻo người, mềm mại. Độ dẻo cao, độ dẻo gần như là rất tốt luôn. Và nó có luôn cái đệm nhựa đó, là đeo này nó rất rất là thoải mái cho cái vành tay người, không có đau. Trông thì cực kỳ đẹp rồi, trông còn quá đẹp. Con này thì mình nghĩ là nó là tầm những năm 80 người, từ 80, 87, 88, 89 gì đó. Rồi mã số 3, con này 3 triệu chẵn rồi. Rồi mã số 4 là một con Aviator 5814, con này thì mình bán 2 triệu 2. Con này trồng cũng đẹp nhưng mà bên trồng trái thì có vài cái vết xước kiểu như rất là nhẹ, lông mèo người, xước rất là nhẹ nè. Đây mà mờ lắm, gần như là soi không thấy luôn ở đây nữa nè. Soi rất là khó thấy người đây nè, đó ngay chỗ mà đây nó hơi nhẹ nhẹ như là cái xước lông mèo nhẹ, đây ở đâu một vết này nè, đó rất là khó thấy. Rồi nó sẽ không ảnh hưởng tới việc nhìn ngắm luôn người. Còn lại thì khung đẹp, khung đẹp. Càng thì lớp mạ còn rất là đẹp nhưng người còn rất là ok, nhưng mà đây thì nó bị xỉn, bị dơ động cái gì trong này nè, không biết xử lý được hay không. Mình nghĩ muốn xử lý cái này phải làm sao để phải phải hong cho nó giãn ra là mới rút ra được đúng không. Và với cái đời này thì trên cái phần nhựa này sẽ nó có dập là L0205 nha người, 0205 và INBG người, INBG. Ở trên đây thì cũng Ray-Ban USA thôi, Ray-Ban USA. Con này cũng tầm chắc tầm 90 người ha. 90. 90 thì cái nên con ve nó mới còn mới gì được chứ. Đâu đợi chút cho mình xoay cái góc khác, tại vì không biết sao nó lấy nét không được. À chà, bây giờ để ban đổi xe không hiểu sao thì nó không còn lấy nét được luôn.
Ở dưới đây thì là BL-53-84, rất nhiều khi dư ánh sáng quá mà. Đây là 53-58-84. Ok, nếu mà người nhìn quen thì mình thấy cái nét dập này mà biết hàng chính hãng nha, còn cái hàng mà hàng phát hàng giả người cái nét dập này của nó nhìn không có sắc sảo đâu, nhưng nếu mà người nhìn quen thì nhìn cái hàng giả thì biết liền. Hoặc là cái độ sâu của nó, người cái độ sâu của nó là quá mức, hoặc là cái nét nét của nó là quá dày, độ sâu quá mức, nét quá dày, hoặc là nói chung mọi người nhìn nhiều á, mọi người nhìn sẽ thấy là sẽ biết cái hàng giả như thế nào. Thì nói chung về cái hàng Mỹ thì mình chưa có nhận được cái này hàng giả nên là mình cũng cũng chưa có cái tư liệu luôn rồi, nhưng mà hàng giả mình nghĩ thì nhìn nó sẽ biết liền, nhìn biết liền nó sẽ dập không sắc sảo này đâu, camera mình bị sao. Rồi ok, con này 2 triệu 2 nha mọi người, 2 triệu 2. Con này thích hợp để mọi người mua dùng nè, tại vì cái lớp mạ của nó còn rất là mới. Nó chỉ có bị một cái nhược điểm là cái phần đệm tay nó hơi bị dơ dơ bên trong thôi. Rồi sẵn thì mình có thêm mỗi con Ray-Ban Ý nữa. Con này là một cái con 4190 size 5219, nó giống như là cái con Club Master đó. Nhưng mà cái con này thì cái phần càng kính của nó sẽ ngắn hơn rồi, con này made in Italy nè. Và cái này nó là RB 4190 rồi 601 5219 3N. Đây, con này thì nhìn nó giống như là một cái con Wayfarer Mini đó mọi người. Sao mà lại như thế? Gì vậy nó giống như một con Wayfarer Mini đó mọi người, tại vì cái chỗ này là cái càng nó giống, cái càng nó giống. Thì con này size của nó là 13 năm mọi người, và cái càng nó thì chỉ có 12 thôi nha, nên là mọi người cái khuôn mặt nhỏ nhỏ thì mới mang được nha mọi người. Không là nó sẽ bị hụt cái chỗ này nè, chỗ này hụt nó sẽ không chỉnh được đâu. Nhưng mà con này mang lên thì khá là dễ chịu nha. Và nhìn cũng nam tính, và dòng này thì unisex nam nữ đều dùng được. Cái gọng thì có trầy nhẹ vài chỗ đó mọi người về có thể là dùng cà na đó, mọi người đánh lại là nó sẽ bay lên hết những cái vết này, đánh đánh nhiều nhiều xíu là nó bay hết rồi mọi người. Đánh như đánh bóng phần nhựa, nhôm nhựa xe đánh bóng lại. Còn về phần cái trồng thì cũng có một vài vết xước cũng nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nhìn chung là vẫn còn dùng tốt mọi người. Nhìn chung con này vẫn dùng tốt. Đó, cái con ve cũng còn zin, có RB nha, nó vẫn còn in khắc RB bên trong này. Rồi ok, đó con này thì mình bán 1,2 triệu người, 1,2 triệu. Không có túi người, chỉ có kiến không à. Rồi, mình kết thúc clip hôm nay nha. Clip hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.